Xin chào bạn. Bạn là một chủ shop, chủ doanh nghiệp. Nhưng sự nghiệp kinh doanh của bạn đang đi xuống. Bạn là một nhân viên kinh doanh, nhưng không biết kiếm khách hàng từ đâu. Áp lực doanh số ngày càng khiến bạn ngộp thở. Bạn là một nhân viên văn phòng. Bạn tiết kiệm được một ít vốn. Bạn muốn khởi nghiệp, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Hay đơn giản, bạn chỉ muốn kiếm tiền online, nhưng không biết làm như thế nào. Nếu như bạn đang gặp một trong bốn vấn đề trên thì video này dành cho bạn. Với video này sẽ giúp bạn đưa doanh nghiệp của bạn, cửa hàng của bạn kinh doanh hiệu quả hơn. Giúp bạn có hàng nghìn khách hàng chủ động liên hệ, bùng nổ doanh số. Giúp bạn khởi nghiệp thành công với số vốn ít ỏi, chỉ cần vài triệu đồng. Giúp bạn xây dựng nguồn thu nhập thụ động, đều đặn từ online hàng tháng, hàng tháng. Tôi cam kết 100% là các bạn ai cũng làm được. Nếu như các bạn xem video này, chú ý lắng nghe và tập trung, thì tôi tin chắc rằng những điều mà bạn đạt được sẽ còn nhiều hơn mong đợi. Để chứng minh tất cả những gì tôi chia sẻ, chúng ta cùng tìm hiểu ba câu chuyện thực tế sau. Ok, để giúp các bạn hiểu rõ hơn á, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào ba câu chuyện thực tế các bạn nha. Thì ba câu chuyện này á, Thiện học được ở một cái lớp học, đó là Bệ phóng Việt Nam 4.0. Thì trong cái bài học đó, trong cái lớp học đó, thì ông thầy của Thiện là thầy Đức, ông đã chia sẻ ba câu chuyện thực tế này và làm cho Thiện rất là phấn khởi và có cái mục tiêu các bạn nha. Và khiến cho Thiện biết làm như thế nào. Thì sau khi Thiện học á, thì cũng đạt được một số thành tựu. Tóm lại nó cũng chỉ là bước đầu tiên thôi, nhưng mà nó cũng rất là vui cho Thiện. Thì Thiện cũng chia sẻ luôn, đó là số một ít thành quả mà Thiện áp dụng ở cuối bài các bạn nha, ở cuối video. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào ba câu chuyện thực tế. Câu chuyện thứ nhất mà Thiện muốn chia sẻ là câu chuyện về công ty Đông Ấn. Thì công ty Đông Ấn này á, do anh ăn sáng lập, và anh ăn á, anh sáng lập công ty này theo kiểu kinh doanh truyền thống các bạn nha. Thì kiểu kinh doanh truyền thống là như thế nào? Thì kiểu kinh doanh truyền thống á, đòi hỏi các bạn phải thuê mặt bằng trước, rồi sau đó nhập hàng về, tiếp đến là các bạn thuê tuyển nhân viên không ạ, và các bạn mới tốn đi mua hàng, đóng các chi phí khác như là trang trí và thuế môn bài, thuế cửa hàng, thuế doanh nghiệp đúng không ạ? Còn một đống cái chi phí khác nữa. Rồi anh ta kiếm khách hàng bằng cách nào? Thì sau khi mà anh ta mở cái xưởng của mình ra, thì anh ăn á, ảnh cái xưởng của ảnh là chuyên gia công đồ sắt mỹ nghệ các bạn nha. Thì nó thuê mặt bằng xong, rồi sau đó anh ta nhập máy móc về, rồi sau đó anh thuê thêm một thuê thợ về đúng không ạ? Rồi anh ta kiếm khách hàng bằng cách nào đây? Thì đối với những cái công ty, cái doanh nghiệp lớn như là Starbucks hay là McDonald's, thì họ kinh doanh theo kiểu á là 4P, 4P phở các bạn nha, 4P phở đây, 4P đó là product, price, promotion, place. Còn anh ăn của chúng ta thì anh cũng kinh doanh theo kiểu 4P nữa, anh cũng kiếm khách hàng theo kiểu 4P nữa. 4P của anh này, 4P của anh á là please, please, please và please. Anh ta chạy chiếc xe Dream và anh ta đi năn nỉ khắp Sài Gòn, chạy cùng đường ngõ hẻm để anh ta tìm kiếm những cái chủ nhà nào mà đang xây nhà, đang làm nhà. Thì anh ta ghé vô, anh ta hỏi chủ nhà, anh ta năn nỉ chủ nhà để mua những cái sản phẩm của xưởng anh ta đúng không ạ? Thì sau một thời gian anh ta hoạt động, anh ta kiên trì hết ngày ngày khác, anh ta đi đi hết, chạy trên chiếc xe game của mình, anh ta chạy cùng đường ngõ hẻm ở Sài Gòn để anh ta kiếm khách hàng. Thì cái việc đó nó có hiệu quả các bạn. Thì anh ta gặp 10 người như vậy á, thì chỉ có nửa người là họ đặt hàng thôi, và đơn hàng rất là ít ỏi, dẫn đến là anh ta không, cái xưởng của anh ta không có làm ra nhiều tiền để mà thêm trang trí các chi phí như là chi phí thuê mặt bằng, chi phí thuê nhân viên, nên dẫn đến việc đó là anh ta bị thua lỗ. Thì thời gian đầu để mà bù đắp khoản thua lỗ đó, thì anh ta mới đi mượn mượn tiền của bà con, mượn tiền của bạn bè để anh ta bù đắp vào. Thì và anh ta tin rằng á, thời gian đầu là lỗ, thì thời gian sau á, anh ta sẽ có khách hàng nhiều hơn, thì anh ta sẽ
sẽ khấm khá hơn, thì doanh nghiệp sẽ sống trở lại, sở dĩ sống trở lại. Nhưng mà anh ta vẫn không thay đổi cách làm các bạn, anh ta vẫn trên chiếc xe ghim đó, anh ta vẫn làm theo phương pháp truyền thống và anh ta chạy tích cực hơn, chạy khuya hơn và anh ta làm việc nhiều hơn, nhưng mà đơn hàng mang về thì cũng không có gì là thay đổi. Và cứ như thế thì doanh nghiệp của anh á ngày một đi xuống và anh hết cách cầm cự rồi, anh ta mới quyết định là đi vay tiền nóng. Anh ta bắt buộc phải vay tiền nóng bên ngoài để anh ta trả tiền thuê mặt bằng, trả tiền cho nhân viên, trả tiền cho thợ, đúng không ạ? Thì cái việc mà kinh doanh truyền thống như vậy á, theo các bạn thấy là rủi ro mà, nó rất là rủi ro đúng không? Và những việc như là anh ta thuê mặt bằng nè, nhập hàng về, thuê nhân viên, rồi trang trí các kiểu, là anh ta đang làm gì cái gì các bạn? Anh ta đang làm cái gì ạ? Anh ta đang tiêu tiền. Mà cái việc tiêu tiền này á là tiêu hàng đóng tiền chứ không phải là tiêu ít nữa. Tại vì anh ta mở cái xưởng như vậy phải tốn lên hàng trăm triệu đồng, đúng không ạ? Và cái mô hình kinh doanh truyền thống này nè, nó rất khó, là cái rào cản để ngăn cản các bạn mà startup ít vốn, ít kinh nghiệm mà muốn khởi nghiệp, đúng không ạ? Thì anh cũng như vậy, anh được cái anh vốn nhiều nhưng mà anh thiếu kinh nghiệm, anh thiếu sự hiểu biết và thiếu cái sự gọi là quen biết. Anh ta không có cái sự quen biết rộng và anh ta làm theo kiểu là kinh doanh theo kiểu truyền thống. Anh ta không biết cách tìm khách hàng như thế nào, dẫn đến doanh nghiệp của anh ta là hầu như gần như bị phá sản, đúng không ạ? Gần như bị phá sản. Và anh ta phải vay tiền ở chạy trọt, vay tiền ở khắp nơi để anh ta duy trì cái doanh nghiệp của mình. Và việc tiêu tiền này các bạn rất là rủi ro. Vì sao ạ? Vì anh ta hầu như là không có một cái gọi là một cái yếu tố nào mà có thể khẳng định là anh ta mở cái doanh nghiệp ra là anh ta có đơn hàng ổn định, có đơn hàng ổn định để doanh nghiệp làm, đúng không ạ? Mà việc đó thì sao? Nếu mà không chắc ăn thì sao ạ? Thì rủi ro, đúng không ạ? Mà rủi ro nó cực kỳ cao. Thì hầu như có cái xưởng của anh ta gần như phá sản rồi, anh ta rất là buồn, anh ta rất là buồn các bạn nha. Và anh ta đi chia sẻ với anh Đức, và anh Đức là cái người mà dạy mình dạy thiện trong cái lớp học là bệ phóng Việt Nam các bạn nha, lúc đầu hiện nói đó. Thì anh Đức anh mới chia sẻ với anh Năng á, là kêu anh Năng á, là nên thiết kế web và nên học cách đưa website lên Google. Thì anh Năng anh làm theo và anh thiết kế một cái web là phụ kiện sắt.com, và anh ta học cách để đưa website lên tới Google. Ban ngày á thì anh ta làm theo kiểu truyền thống, tại anh ta đâu biết cách kiếm khách hàng như thế nào đâu, anh ta chỉ biết một cách duy nhất đó hả. Nên anh ta vẫn đi tiếp tục chạy xe ôm, không phải chạy xe ôm mà chạy xe ghim để mà đi vòng vòng khắp cái Sài Gòn để anh ta kiếm khách hàng để duy trì cái doanh nghiệp. Và ban đêm á thì anh ta lại viết bài đưa website lên tới Google. Thì sau một thời gian cần cù cần mẫn như vậy thì bắt đầu website của anh có thành quả, anh ta lên top với từ khóa là phụ kiện sắt. Và với việc mà anh lên top như vậy nè, nó mang lại cho anh được những khách hàng ổn định hơn, nó mang lại cho anh nhiều khách hàng hơn, khách hàng ổn định hơn, và doanh thu của công ty thì đi lên, đúng không ạ? Mà doanh thu đi lên thì anh ăn ảnh mới càng rảnh hơn nữa, càng rảnh hơn nữa, và anh ta mới thay thiết kế thêm một cái web thứ hai, đó là sắt ghèn nghệ thuật.com. Và anh ta tập trung viết bài cho nó, đi sau thời gian sắt ghèn lên top. Thì với việc mà lên top nhiều từ khóa như vậy, nhiều website như vậy, mang cho cái xưởng của anh ta rất là nhiều khách hàng, mà cái doanh thu nó cũng rất là ổn định hàng tháng, thì anh ta càng ảnh giỏi hơn nữa. Và anh ta không dừng lại đó, thừa thắng xông lên, anh ta viết luôn tiếng Anh các bạn nha, anh sao viết luôn tiếng Anh, sao từ khóa tiếng Anh luôn, đưa website lên top bằng tiếng Anh luôn, đúng không ạ? Mà các bạn biết ở đây những cái đồ sắt gia công mỹ nghệ này á, ví dụ bàn sắt, ghế sắt, rồi cổng sắt, cửa sắt gì đó, thì ở bên nước ngoài, ở bên châu Âu á, phương Tây á, họ sử dụng rất là nhiều, đặc biệt là các Anh, Pháp, Mỹ, Đức rồi đó. Nhưng mà cái đèn thợ bên đó mà họ thuê gia công rất là cao, cho nên họ outsource, họ mướn, họ quay outsource những nước khác, tức là họ quay về Việt Nam họ thuê thì rẻ hơn, đúng không ạ? Và việc lên top này nè giúp anh ăn là kiếm được cái đơn hàng đầu tiên là 40.000 đô la, 40.000 đô la các bạn nha.
Thì 4.000 đô la này giúp cái xưởng của anh ta phóng sống sống khỏe đúng không ạ, và không dừng lại đó thì tiếp tục anh ta viết bài nhiều hơn, đưa nhiều từ khóa lên tốt hơn. Thì sau một thời gian, một website của anh ta cũng được 6,5 triệu lượt truy cập, website thứ hai cũng được hơn 7 triệu lượt truy cập đúng không ạ. Và cái việc mà website của anh ta lên top nhiều như vậy nè, lượt truy cập nhiều này như vậy nè, thì nó mang về anh ta rất là nhiều khách hàng, mang cho anh đang rất là nhiều khách hàng các bạn nha. Và anh đang không những là duy trì cái doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp, mà anh ta còn mở thêm nhiều cái xưởng hơn nữa đúng không ạ. Thì bây giờ thì khỏi nói rồi, bây giờ anh đang cái xưởng của anh ta, những cái xưởng của anh ta mang về những doanh thu ổn định, và anh ta có cuộc sống rất là tốt đúng không ạ, rất là khỏe khoắn, không có chạy chiếc xe rim để đi khắp cái Sài Gòn để kiếm khách nữa. Rồi bây giờ chúng ta test lại xem bây giờ những cái từ khóa này có còn lên top không nha. Ví dụ như là sắt gèn đúng không ạ, thì đầu tiên các bạn vô trình duyệt web, các bạn vào Google rồi các bạn search từ khóa là sắt gèn. Thì với từ khóa sắt gèn thì anh đang hiện tại đang đứng thứ ba các bạn nha, đây này, đây là top 3 nó sắt gèn nghệ thuật .com đang đứng top 3. Và bây giờ chúng ta coi lại cái từ khóa Root Icon Việt Nam này nè, W Root Icon Việt Nam đây. Thì phụ kiện sắt .com lên top đúng không ạ, đây phụ kiện sắt đứng top 1 luôn đó. Thì việc mà các bạn lên top như nè, nó mang về bạn rất là nhiều khách hàng luôn đúng không ạ, rất là nhiều khách hàng luôn đó. Ok, tiếp câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai á mà thầy muốn chia sẻ là câu chuyện của anh Hiếu. Thì anh Hiếu này á, ảnh khác hoàn toàn với anh Ăn. Nếu như mà anh Ăn á, ảnh bắt đầu khởi nghiệp, bắt đầu lập doanh nghiệp theo cái mô hình kinh doanh truyền thống, rồi gần như bị phá sản, rồi anh ta mới bắt đầu mới là vực dậy thành công bằng cách là kiếm khách hàng từ môi trường online đúng không ạ, lập website và lên tốt, đưa website lên tốt Google. Thì còn câu chuyện của anh Hiếu á, ngược lại là anh Hiếu ảnh đi học cách đưa website lên tốt Google trước, rồi sau đó anh mới thuê một cái website có cái domain có tên miền là thế giới quà tặng gỗ.com. Và sau khi anh ta học xong rồi anh ta mới viết bài cho website. Thì sau thời gian những cái sản phẩm mà anh ta đang kinh doanh nó lên top, đây nha, hộp nem cặt rổ lên top đúng không ạ, top 1. Kỷ niệm chưa bằng gỗ lên top 1, lịch gỗ đi bàn lên top 1 đúng không ạ. Bây giờ search thử nha, lịch gỗ đi bàn. Nó có sách mách có chứng đúng không các bạn, thực tế thì mới tin được chứ. Gỗ đề bàn, thiện thích là học những cái gì đó từ thực tế cơ đúng không ạ. Cái này do cái lỗi wifi của thiện các bạn nha, nó bị lỗi chút xíu thì mở tập mới. Đôi khi thằng Google nó chặn, thằng Google như google.com.vn vậy, cơm không được là .vn nữa đó. Bây giờ mình search từ khóa là lịch gỗ đề bàn đúng không ạ, lịch gỗ đề bàn. Cái quảng cáo này, cái đầu tiên ông để chữ quảng cáo là Google Ads các bạn nha. Google Ads là gì chút nữa thì sẽ nói. Rồi với cái từ khóa là lịch gỗ đi bàn thì hiện tại anh ta bị tụt thứ hạng đúng không ạ, anh ta đang đứng ở top 4 là lịch gỗ đi bàn thế giới qua tặng gỗ chấm cơ đúng không ạ, đứng top 1 là Shopee đúng không ạ. Rồi quay lại từ khóa như là kỷ niệm chưa bằng gỗ, kỷ niệm chưa bằng gỗ đúng không ạ. Lại có quảng cáo tiếp đúng không ạ, đây thế giới qua tặng gỗ là đứng top 2 đó. Thì với cái việc mà đứng top như vậy á, sẽ mang về cho anh Hiếu rất là nhiều khách hàng liên quan đến cái sản phẩm dịch vụ mà anh ta đang kinh doanh đúng không ạ. Ok,
Rồi sau mà 2 năm anh ta cần cù, anh ta viết bài cho website thì anh ta cũng đạt một con số là hơn 2 triệu lượt truy cập vào website của anh ta. Các bạn nghĩ rồi, hơn 2 triệu lượt truy cập thì anh ta kiếm tiền bao nhiêu ạ? Anh ta kiếm tiền rất là nhiều và anh ta bây giờ sống rất là khỏe, đúng không ạ? Đây đây là hình của anh Hiếu các bạn nha. Rồi như vậy là Thiền đã giới thiệu cho các bạn hai câu chuyện thực tế về bên mảng công nghiệp, đúng không ạ? Mảng công nghiệp. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào mảng bán lẻ các bạn nha. Câu chuyện thứ ba. Câu chuyện thứ ba là câu chuyện bán lẻ. Câu chuyện này của chị Trúc Phương. Thì chị Trúc Phương này á chỉ là một cái nhân viên văn phòng bình thường đó các bạn ơi. Chị công việc chính của chị là hướng dẫn support những cái bạn học viên trong cái khóa học đó là đưa website lên top Google. Thì trong cái lúc mà công việc của chị hướng dẫn, chị hỗ trợ gì á, thì chị cũng biết cách đưa website tới Google luôn, đúng không? Chị học được và chị mới thêm cái thiết kế một cái web để chị thực hành. Tôi học là phải hành, đúng không ạ? Rồi thì chị thực hành thì vô tình á là website của chị lên top, ví dụ như giày bút nữ nè, lên top. Đầu mình search thử giày bút nữ thử nha. Đây, nói có sắp mắt có chứng chưa, giày bút nữ đây. Giày bút nữ của chị hiện tại đang đứng ở top 10 các bạn nha. Lý do chắc có lẽ là chị lâu quá chị không viết bài hay là ít viết bài lại mà tụt thứ hạng thôi. Để đây top 10. Tức là top 10 thì có khách hàng. Cứ nằm trong top 10 là ok rồi. Thì với cái từ khóa giày bút nữ này lên top thì có nhiều khách hàng liên hệ với chị Trúc Phương. Và chị Trúc Phương mới lên Tiki, chị đặt hàng, chị về giao cho người ta và chị thu tiền. Thì mỗi tháng như vậy chị có một cái nguồn thu nhập thụ động hàng tháng, đúng không ạ? Và không dừng lại đó, chị tiếp tục thiết kế thêm web thứ hai có cái domain là giày cưới cô dâu, chuyên bán những cái mảng giày cưới cô dâu các bạn nha. Cái sản phẩm là giày cưới cô dâu thì cũng lên top luôn, lên top 2 đúng không ạ? Mình search từ khóa giày cưới cô dâu này bây giờ nó còn top không nha. Giày cưới cô dâu mà khi các bạn lên top vậy các bạn không có tốn tiền một đồng quảng cáo luôn, các bạn vẫn có khách hàng đúng không ạ? Vậy cái cô dâu hiện tại cũng đang đứng top 5 đó. Đó, cái việc mà bạn đưa website lên top Google là bạn có tốn tiền gì đâu, các bạn chỉ tốn công, các bạn làm và bạn biết cách làm thì làm lên top rất là nhanh, đúng không ạ? Thì chút nữa thì cũng show cái thành quả của thầy luôn nha, thì cũng rất là háo hức muốn show các bạn biết, muốn chia sẻ các bạn. Rồi không dừng lại cái những cái website, chỉ muốn phủ cái thị trường, đúng không ạ? Chỉ muốn phủ thị trường là chỉ mới xem kênh YouTube nữa. Đây thì kênh YouTube để review sản phẩm và kiếm khách hàng từ YouTube luôn các bạn nha. YouTube hiện tại cũng là một kênh mà có số lượng truy cập đứng thứ hai. Rồi rồi các mạng các sàn thương mại điện tử như là Sendo, Sendo đỏ đó các bạn, Shopee, rồi fanpage Facebook nữa. Làm sao bỏ qua cái việc kinh doanh trên fanpage, đúng không ạ? Kênh Facebook, đúng không ạ? Cái mạng xã hội lớn nhất thế giới. Rồi thì những cái việc mà chỉ làm website nè, chỉ kinh doanh trên YouTube nè, rồi các sàn thương mại điện tử nè, thì mang doanh thu chỉ là khoảng 400 triệu mỗi tháng, đúng không ạ? Khoảng 400 triệu mỗi tháng. Và khi mà chị có doanh thu ổn định rồi thì chị mới lên văn phòng và chị viết một lá thư. Viết lá thư gì các bạn? Lá thư xin nghỉ việc, đúng không ạ? Rồi sau đó chị ta mới ra, chị ta mở cái cửa hàng, mở cái shop của chị riêng và chị ta mướn thêm một người, một nhân viên về để phụ chị nữa. Đó, thì đây là hình ảnh của chị Trúc Phương các bạn nha. Thì qua ba câu chuyện mà Thiện chia sẻ thì không biết là các bạn có cái ý tưởng gì chưa, có ý tưởng gì không ạ? Đó, các bạn có muốn là vực dậy cái doanh nghiệp của mình thành công như là anh An, hay các bạn có muốn là một trở thành một startup thành công như là anh Hiếu, hay các bạn có muốn là tạo một thu nhập thụ động kinh doanh online phát triển hiệu quả giống như là chị Giúp Phương kiếm doanh thu hàng tháng là cứ 400-500 triệu không ạ? Với Thiện là Thiện rất là muốn đấy và Thiện cũng đang làm, đúng không ạ? Rồi thì nhìn chung á tất cả như anh An
anh Yếu hay là chị Trúc Phương á, mà muốn thành công thì phải gì các bạn? Phải gì? Phải có khách hàng, nói chung phải có khách hàng. Dù á là các bạn á là những cái startup thì hay là các bạn là những cái bạn đang kinh doanh online, hay là các bạn là nhân viên kinh doanh, hay các bạn là các chủ doanh nghiệp, thì các bạn làm gì ạ? Các bạn đang cũng là đang phục vụ một cái đối tượng khách hàng nào đó, một nhóm đối tượng khách hàng nào đó mà cái sản phẩm cái dịch vụ bạn đang cung cấp. Ví dụ như là các bạn đang kinh doanh quần áo thì bạn đang phục vụ nhóm đối tượng nào ạ? Nhóm đối tượng họ thích thời trang, họ yêu thích thời trang, họ mua quần áo, mua sắm quần áo đúng không ạ? Rồi những cái chủ chủ cửa hàng, chủ shop như họ đang kinh doanh như là nhà hàng đúng không ạ? Thì họ đang phục vụ đối tượng nào? Đối tượng đó là những người họ đi ăn đúng không ạ? Nhu cầu ăn uống. Đó. Rồi những người ví dụ như là họ mở công ty du lịch thì họ phục vụ đối tượng nào ạ? Đối tượng như là yêu thích du lịch, thích đi du lịch đây đó. Đó, thì hầu như là mỗi cái ngành nghề, mỗi một cái công việc, mỗi một cái công việc kinh doanh, mỗi một cái ngành nghề thì nó có cái nhóm đối tượng khác nhau. Đúng không ạ? Và các bạn mà có càng nhiều khách hàng thì các bạn càng giàu. Đúng không ạ? Bạn biết tại sao Facebook nó lại giàu không ạ? Tại vì nó là mạng xã hội lớn nhất thế giới, có nhiều người dùng nhất cho nên nó giàu. Đó. Thì các bạn làm cái nào để có khách hàng bây giờ, làm thế nào để có nhiều khách hàng bây giờ, làm thế nào để có tiếp cận những khách hàng tiềm năng của chúng ta bây giờ đúng không ạ? Thì cái việc mà tiếp cận khách hàng đó thì nó có hai cách để các bạn có thể làm được. Thứ nhất là bạn thuê thuê những cái đơn vị giống như là đơn vị mà công ty của Thiện, HP Shop đúng không ạ? HP Shop chi nhánh Hồ Chí Minh để mà có thể là làm những chiến dịch để mà đưa website của bạn lên top, để từ đó các bạn có thể tiếp cận những nguồn khách hàng của mình một cách là gần gũi hơn, tiếp cận họ hàng chục hàng ngàn khách hàng, hàng chục ngàn khách hàng mỗi tháng hoàn toàn miễn phí, giống như là Nam hay giống như chị Phương hay giống như anh Hiếu đúng không ạ? Thì việc thuê này á, ưu điểm của nó là nhanh, các bạn khỏi làm gì cả, bạn chỉ bỏ tiền bạn thuê thôi đúng không ạ? Nhưng mà nhược điểm của nó là chi phí cao đó. Thì nếu mà bạn nào quan tâm về vấn đề ví dụ thuê làm thuê để mà đưa website lên top, thuê mà để mà kinh doanh đa kênh hiệu quả thì có thể liên hệ với Thiện qua số hotline 0907 684 279 các bạn nha. Và phương pháp thứ hai, mà phương pháp này rẻ hơn nhiều, và phương pháp này cũng được rất là nhiều người, một rất là nhiều startup họ ứng dụng, đó là tự học. Vì tự học thì nó chỉ giúp các bạn là biết ngõ gõ nguồn nguồn gốc hơn, biết gõ nguồn cội hơn, ngọn ngành hơn đúng không ạ? Và chi phí nó rất là rẻ. Nhưng mà nhược điểm của nó thì là sao ạ? Nhược điểm của nó thì nó lâu, nó tầm khoảng 3 đến 6 tháng mới có kết quả, tầm khoảng 3 đến 6 tháng có kết quả các bạn nha. Nhưng mà bạn yên tâm, trong cái video này thì chỉ hướng dẫn các bạn là chỉ trong vòng là bạn, nếu mà bạn bạn tự học á thì bạn vừa học bạn vừa có thể bán hàng được luôn, kiếm tiền ngay luôn, ngay và luôn luôn, cái đó mới là hay các bạn nha. Rồi nếu như các bạn tự học á thì cũng xin chúc mừng những các bạn mà đang xem video này đúng không ạ? Thiện có một cái mã giảm giá đặc biệt cho khóa học, mà phải nói thì nó rất là chắc, nhờ khóa học này mà Thiện đã đưa những website mà của Thiện lên top rất là nhiều, và công việc cái kinh doanh của Thiện nó cũng trôi chảy, nó cũng có gọi là có thu nhập đấy. Thì bây giờ show đúng không ạ? Bây giờ Thiện sẽ show kết quả của mình này. Cái website của Thiện là lamthanhthien.com các bạn nha. Đây là website Thiện mới tạo thôi, mới tạo tầm chắc khoảng tháng mấy à. Thì mình thử search cái domain đúng không ạ? Kiểm tra cái domain này xem là bao lâu là bạn biết nữa nha. Thì nhớ không làm thì tháng mấy à, bây giờ nó lên top cũng rất là nhiều từ khóa rồi. Thì cũng nhờ từ cái việc mà học kiến thức từ cái khóa học mà đưa website lên top Google thôi. Thì khóa học đó, khóa học nào chút nữa Thiện sẽ chia sẻ các bạn. Lâm Lâm Thiện đúng không ạ? Làm anh Thiện cơ bị mua rồi. Thì bây giờ thông tin nó cái, ở cái website này nó không cho mình biết cái who is, có nghĩa là nó không cho mình biết cái thông tin của cái domain. Không sao, mình kiểm tra qua cái tên này. Đây các bạn nha, cái ngày đăng ký là ngày 10 tháng 8 đúng không ạ? Ngày 10 tháng 8
Mà cái ngày mà Thiện đang làm video này nè là ngày 16 tháng 9, ngày 10 tháng 8, 16 tháng 9 là chưa được 1 tháng đúng không ạ? Chưa được 1 tháng mà Thiện lên top rất là nhiều từ khóa rồi. Bây giờ Thiện kiểm tra các bạn xem nha, để tất cả các nhà kiến thức mà Thiện học được trong khóa học đó thôi. Thì bây giờ là Thiện chuyên về cái mảng là tư vấn đúng không ạ? Tư vấn khởi nghiệp này. Tại sao lại 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 khởi nghiệp? Đó, thì lên top với từ khóa là tư vấn khởi nghiệp miễn phí các bạn nha. Là Thiện tư vấn khởi nghiệp miễn phí với các bạn luôn. Đây. Với mà cái công cụ tìm kiếm là Cốc Cốc á thì Thiện đang đứng top 1. Các bạn nên nhớ là ở Google, ở Việt Nam mình có hai cái công cụ tìm kiếm phổ biến, đó là Google và Cốc Cốc các bạn nha. Thì đầu tiên nó có chữ AD này á, thằng mà AD này là đang quảng cáo các bạn nha, mình không tính. Tính thằng thứ hai là mình nè, Lâm Anh Thiện chấm cơm ở đây đúng không ạ? Mình lên top 1 và lên rất là đẹp, lên rất là nhiều cái link khác nữa đúng không ạ? Đó. Lên rất là đẹp. Thì tại sao Thiện lại lập website Lâm Anh Thiện ra để muốn tư vấn khởi nghiệp cho các bạn? Tại vì Thiện thấy cái khóa học này quá trời hay đi, nó giúp Thiện lên top một số từ khóa khác, ví dụ như là HP Shop thì chuyên thiết kế web đúng không ạ? Thì Thiện lên 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 top với từ khóa là thiết kế web Đồng Nai các bạn. Ngành thiết kế web nó cực kỳ là cạnh tranh các bạn nha. Đây, thì thiết kế web không là giờ 4 anh chạy quảng cáo này, hết kinh không? Rồi bây giờ 4 anh mà chạy quảng cáo mình không tính nha, AD không tính. Với từ khóa là thiết kế web 3D, với từ khóa là thiết kế web Đồng Nai là thiết kế web 3D.net đang đứng ở top 4 đúng không ạ? Top 4 nè. Top 4. Thì cái thiết kế web 3D.net này là cái trang trang web mà Thiện đang sở hữu, đang làm admin các bạn nha. Đây là trang web mà HP Shop chi nhánh Hồ Chí Minh. Đúng không ạ? Thiết kế web 3D.net. Thì bạn nào mà cần thiết kế web thì có thể là vào website này để chọn cái mã nguồn. Để chọn cái mã nguồn trong mẫu mà các bạn yêu thích thì Thiện tặng cái mã nguồn miễn phí cho các bạn luôn đúng không ạ? Đây, đây là cái website mà Thiện làm admin, cái số điện thoại của Thiện ở đây. Đây, cái số điện thoại 0907684279 là hotline của Thiện này đúng không ạ? Đây Thiện đang làm admin cho cái website này. Và nếu mà và nếu như các bạn nào mà cần thiết kế web á thì Thiện sẽ tặng cái mã nguồn chuẩn SEO cho các bạn. Đây, để coi mã nguồn thì các bạn có thể vào kho giao diện này đúng không ạ? Đây là một kho giao diện, nó có hàng trăm mẫu website ở trong đây, rất là chuẩn SEO các bạn nha, từ thương mại điện tử cho đến là giới thiệu doanh nghiệp rồi blog gì đó, đủ thứ hết, rồi siêu thị gì đó, shop quần áo, mỹ phẩm, bất động sản, tóm lại có hết trong đây. Và Thiện sẽ tặng cho các mã nguồn cho các bạn, tặng mã nguồn miễn phí luôn nha các bạn nha. Đây, thì các bạn thấy cái mẫu web nào nó ok, bạn muốn muốn xem cái giao diện của nó thì bạn chọn xem demo các bạn nha. Xem demo. Đó, thì nó sẽ ra một cái giao diện web rất là đẹp đúng không ạ? Mà tất cả những cái giao diện web này là khách hàng của HP Shop nha các bạn nha. Khách hàng HP Shop, sau đó sẽ đem ra làm cái mẫu cho các bạn luôn. Đó, đây là những khách hàng mà HP Shop đã cung cấp, đã thuê, đã thiết kế. Rồi nếu mà các bạn cảm thấy cái mẫu này á, web này nó ok, nó thích hợp với ngành nghề mà bạn đang kinh doanh thì bạn có thể bấm để mua giao diện. Rồi bạn điền thông tin của các bạn vào và bạn ghi chú đây giúp giúp Thiện á là tặng mã nguồn đúng không ạ? Tặng mã nguồn. Để Thiện biết á là cái khách hàng này nè là đang họ xem video của Thiện và Thiện sẽ tặng mã nguồn cho những bạn mà hữu duyên xem được những cái video của Thiện sẽ có những cái phần quà trong đó. Lúc nào cũng vậy. Đúng không ạ? Đó thì Thiện sẽ biết là anh này là ảnh là xem video của mình và ảnh được cái được nhận cái chương trình đó là tặng mã nguồn. Thì Thiện sẽ không tính vào chi phí mã nguồn. Các bạn nha. Thì với một website nó có ba phần cái chi phí, ba chi phí gì á thì các bạn sẽ xem là cái video mà Thiện đã làm rồi. Video Thiện đã làm đó là đây. Mở cho các bạn thấy luôn nha, YouTube. Bạn có thể lên YouTube bằng search các thành phần cấu tạo một website đúng không ạ? Các thành phần cấu tạo một website. Để mà các bạn hiểu hơn được á là một website nó cấu tạo từ mấy thành phần. Đây các bạn nha. Ba thành phần bắt buộc cấu tạo thành một website đúng không ạ? Đây.
Trong này thì nó rất là rõ rồi, những thành phần nào và cấu thành một website. Thì mã nguồn là một trong ba thành phần đó. Thì đối với những bạn nào mà nhắn vô ghi chữ đây là tặng mã nguồn á, ghi trong phần ghi chú này á, thì Thiện biết đây là cái khách hàng mà đã xem video của Thiện và được nhận cái chương trình là tặng mã nguồn. Thì Thiện sẽ trừ cái khoản chi phí mã nguồn ra. Đúng không ạ? Thì các bạn thì còn tốn hai khoản chi phí thôi, mà rất là rẻ thôi. Ok. Còn những bạn nào mà muốn tiết kiệm chi phí vào cái thời gian đầu startup á, các bạn có thể nhận cái website miễn phí từ Thiện. Thì sẽ tặng một các bạn một website hoàn toàn miễn phí luôn. Đúng không ạ? Các bạn vào lamanthien.com, các bạn nhận một quà tặng. Ở đây có tặng mã nguồn và tặng website miễn phí, có hai cái quà tặng khác nhau nha. Rồi bạn bấm vô tặng website miễn phí này. Và bạn kéo xuống dưới, bạn bấm đăng ký giúp mình. Này, đăng ký ở đây. Thì các bạn sẽ được nhận một website hoàn toàn miễn phí. Miễn phí domain, đúng không ạ? Miễn phí mã nguồn, miễn phí tên miền, miễn phí hosting, miễn phí bảo mật luôn, SSL luôn. Đúng không ạ? Và thời hạn sử dụng là mãi mãi các bạn nha. Bạn sử dụng mãi mãi. Chứ không phải là sử dụng chỉ trong vòng, chứ không phải là sử dụng một ngày một bữa rồi xong các bạn nha. Vậy website mình đang bị lỗi sao nhỉ? Sao mà giờ nó hình nó không hiện ra hết trơn vậy? Đó, thì tóm lại là các bạn vào trong app lamanthien.com bằng một quà tặng và bấm vô tặng website miễn phí để nhận website miễn phí nếu như các bạn muốn tiết kiệm chi phí, được không ạ? Ok. Thì như vậy là hai phần quà, thứ nhất là tặng mã nguồn, thứ hai là tặng website. Rồi như vậy là Thiện đã khoe là số thành quả của mình mà học được từ cái khóa học đó áp dụng vào công việc, đúng không ạ? Từ thiết kế web rồi tới tư vấn, rồi bây giờ với ý tưởng nè, ý tưởng kinh doanh ngành y, đúng không ạ? Đây là bài viết thôi. Ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh ngành y mới đúng chứ hả? Đây là bài viết mà Thiện viết, bây giờ cũng lên top nha. Ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh ngành y. À, muốn khoe với các bạn để nói có sách mách có chứng, đúng không ạ? Những từ khóa này rất là nhiều anh chạy quảng cáo, là 4 người chạy quảng cáo. Và website thì đây này là các bạn nha, là mình thầy.com đây. Nó nằm ở trang đầu tiên, đúng không ạ? Nó nằm ở top mấy không biết, top 5, top 7, top 8 gì đó. Đó, để đếm thử đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy nằm ở top 9 đúng không ạ? Top 9. Đó. Và việc lên top này là Thiện không tốn một đồng luôn các bạn nha, không tốn một đồng nào cả. Và Thiện kiếm khách hàng là từ đây. Ví dụ như họ muốn khởi nghiệp kinh doanh ngành y, đúng không ạ? Thì bấm vào đây và Thiện sẽ có một bài hướng dẫn rất là cụ thể về khởi nghiệp kinh doanh ngành y. À, nó lên top với cái một cái menu à, này lên top cả cái menu các bạn nha, trong phần bài viết các bạn ơi. Tuyển khởi nghiệp ít vốn. Nó lên top cả một cái menu luôn. Đúng không ạ? Lên top ở menu luôn. Thì đây có rất là nhiều ý tưởng. Có rất là nhiều các ý tưởng kinh doanh mà Thiện đã gom được. Thiện đã gom được, Thiện đã tìm hiểu và đọc rất là nhiều sách, đọc rất là nhiều và tư liệu để mà Thiện gom được và Thiện để trong này. Đó. Thì các bạn, nếu mà bạn nào chưa có ý tưởng khởi nghiệp có thể vào để đọc nha. Đó. Quay lại vấn đề chúng ta, nói chung là rất là nhiều từ khóa lên top. Quay lại vấn đề chúng ta. Hết một số này các bạn nha. Website mình tạo chưa được một tháng nữa mà lên top nhiều như vậy rồi. Có một số bạn sẽ nói là Thiện đang search trên cái thanh công cụ của mình và nó lưu trữ đấy, đúng không ạ? Thì nếu mà các bạn không tin thì các bạn có thể search thử ở cái máy, cái trang, ở cái web của bạn, ở cái máy tính của bạn, đúng không ạ? Rồi thì quay lại với vấn đề của chúng ta là Thiện xe thì chia sẻ xong nha các bạn nha, Thiện khoe xong đó thành tích của Thiện đạt được đó. Thì khóa học này bạn học được cái gì, học được cái gì? Cái tự học này á, thì Thiện có cái mã giảm giá nữa tặng cho những bạn hữu duyên, đó là giảm 10%. Mã này chỉ có Thiện mới có thôi nha các bạn nha, không ai có đâu. Đặc biệt dành cho những bạn nào mà hữu duyên với Thiện, xem những video của Thiện thường xuyên, được không ạ? Ok, thì khóa học này học được cái gì? Các bạn học được là SEO nè, SEO web,
đưa thì đưa website lên top Google đúng không ạ? Website lên top thì SEO là gì? Ok, ví dụ như cái từ khóa là TQS chẳng hạn, hay tư vấn, từ khóa nào nó cạnh tranh nhiều chút đi, ví dụ như tư tư vấn khởi nghiệp miễn phí hả? Này nó có quảng cáo không ta? Thử xin lại nha. Với từ khóa này thì lâmanhthiện.com thì nó đang đứng top 1 đúng không ạ? Hình như này nó có quảng cáo một cái không đúng không ạ? Đây. Anh ADS này là quảng cáo nè, Google S là cái này các bạn nha. Google S là cái thứ hai bạn học được nè. Thì bạn sẽ học được cái Google S này á, bạn sẽ đưa cái website của mình, đưa sản phẩm dịch vụ mình lên top Google chỉ 5 phút thôi. Vậy bạn bán hàng luôn. Thì cái tư duy chúng ta là sao ạ? Chúng ta được bỏ tiền quảng cáo ra 1 triệu thì chúng ta thu về lợi nhuận là 2 triệu. Thì có làm không các bạn? Mình là dân kinh doanh có lời làm đúng không ạ? Nhưng quề vốn có làm không ạ? Nếu mà mình quảng cáo 1 triệu mình thu về lợi nhuận 1 triệu. Có nghĩa là nó quề vốn, chi phí và cái bỏ ra thì làm không ạ? Làm luôn, làm chi ạ? Để mình có cái thứ hạng website. Đó thì Google Ads làm thế nào để mà các bạn chạy Google Ads là hiệu quả, nó tối ưu nhất cái chi phí. Nó tối ưu quá nhất cái chi phí thì các bạn có thể là học được trong khóa học ấy luôn. Đó. Đó thì đây là Google Ads. Còn sale là đây các bạn nha, sale là những anh nào mà nó không có chữ ADS này, đây là những thứ hạng của SEO đúng không ạ? ADS dưới nè, ba thứ hạng quảng cáo đó nè, với từ khóa là tư vấn khởi nghiệp miễn phí này thì không tốn một cắc luôn, nó lên top 1 luôn đúng không ạ? Đó đó là các bạn trong khóa học này các bạn vẫn học được, nó vẫn làm được, mình làm chưa được một tháng nữa đã lên top rồi. Rồi Facebook Marketing thì Facebook Marketing là giúp các bạn kinh doanh phải trên profile này hiệu quả này, kinh doanh trên profile là kinh doanh gì bạn? Profile là cái Facebook cá nhân các bạn đó, rồi fan fanpage nè, rồi nhóm nè, group. Tóm lại là sẽ được dạy cho các bạn đầy đủ về Facebook Marketing. Và YouTube các bạn sẽ lập những kênh YouTube giống như là Thiện đã lập kênh YouTube của Thiện đúng không ạ? Nếu mà ai chưa biết kênh YouTube của Thiện có thể search thử nha. Bạn nhấn search Lâm Anh Thiện trên cái thanh công cụ thôi, nó ra hàng đống, đúng không ạ? Đầu tiên của Thiện là cái YouTube này, lên top nè, cái đó là website của Thiện nè. Đó. Kế đến là cái YouTube nữa. Đó, những cái này là YouTube này. Rồi cái này là website nữa đúng không? Thiết kế webd.net này, website này. Nó hầu như là cái từ khóa Lâm Anh Thiện là cái Twitter của Thiện cũng lên top luôn nè. Cái Twitter này là cái những cái mạng xã hội các bạn nha, mạng xã hội Twitter đó. Đó. Hầu như ở vị trí top đầu là Thiện nắm hết luôn rồi. Đó. YouTube kênh YouTube như thế nào? Kênh YouTube đây nè. Bấm như các bạn xem. Bạn biết kênh Bà Tăng Vlog không ạ? Hay là cái kênh như là Vlog 1997 không ạ? 1977 không ạ? Những kênh Vlog lớn đó. Đó, đây là một kênh Vlog này đúng không ạ? Nó sẽ có rất là nhiều video mà Thiện chia sẻ trong đây về các mẹo thủ thuật hay cách kiếm tiền online, kiến thức digital marketing, rồi bí quyết khởi nghiệp thành công, tóm lại là và những cái kiến thức về đồ họa nữa, tóm lại là thì sẽ gom những cái tinh túy nhất, những cái gì Thiện biết thì sẽ share trong đây đúng không ạ? Rất là nhiều đó, đây là các bạn sẽ học được luôn cách tạo kênh YouTube, cách xây dựng thương hiệu trên YouTube và cách bán hàng YouTube luôn. Rồi landing page là cái gì, landing page là cái gì thì các bạn sẽ được học luôn ở trong cái khóa học này. Email marketing sẽ giúp các bạn là bán hàng và chăm sóc khách hàng hoàn toàn cách tự động đúng không ạ? Rồi khóa học 6 trong 1. Nếu các bạn khóa học này các bạn học riêng lẻ từng khóa bên ngoài á thì nó tầm khoảng 30 triệu các bạn nha. Thì trước khi Thiện học cái khóa học này Thiện cũng tìm hiểu kỹ lắm chứ, mới bỏ tiền mình học chứ, cho nên là thì tìm hiểu bên ngoài mà học từng khóa là số tiền là trên 30 triệu. Nhưng mà với mà các bạn với khóa học này á, với các bạn mà học từ cái đường khóa học mà Thiện giới thiệu á thì nó chỉ có tốn 8 triệu thôi, 8 triệu thôi. Nhưng mà các bạn đặc biệt là hiện tại đang giảm 20%, khóa học này đang giảm 20%, là chỉ còn 20% là bao nhiêu ta? 8 triệu 20% là còn 6 triệu đúng không ạ? 6 triệu. 6 triệu mà Thiện giảm cho các bạn thêm 10% nữa là chỉ còn 5 triệu tư thôi. Các bạn được học 6 module. 6 module marketing mà nó phải nói là hiệu quả nhất hiện nay, đúng không ạ? Thì ai là người giảng dạy các bạn, trực tiếp giảng dạy các bạn? Thì chính là thầy của Thiện sẽ dạy trực tiếp giảng dạy các bạn chứ không phải là Thiện nhận dạy nữa đúng không ạ?
Đây đây là thầy của Thiện các bạn nha, Nguyễn Vũ Lăng. Ông cũng là CEO của HP Shop, một startup mà thành công cách đây hơn 10 năm. Và công ty của anh ta hiện tại là đang có mặt hàng gần như là phủ tất cả 63 tỉnh tại Việt Nam. Và Thiện là cái người ngồi bên đây các bạn nha, ở trong chuột nè, bạn lưu ý chuột này. Đó. Thì chính vì Thiện là CEO của HP Shop chi nhánh Hồ Chí Minh cho nên là Thiện có mã giảm giá 10% đặc biệt để mà gửi tặng đến những cái bạn mà có hữu duyên với Thiện, được không ạ? Đây. Cái khóa học này các bạn sẽ được tặng bộ quà tặng vô cùng giá trị luôn, trên 10 triệu đồng. Thì bộ quà tặng là gì các bạn sẽ biết khi nhấp cho đường link nha. Rồi cái mã giảm giá đặc biệt 10% từ là bên Thiện đúng không ạ? Nó chỉ có Thiện mới có thôi. Rồi bây giờ tại sao các bạn nên rồi bây giờ quay lại vấn đề chúng ta mà chốt lại cái bí quyết kinh doanh khởi nghiệp thành công chúng ta là gì, của anh ăn của anh Hiếu hay là của chị Trúc Phương là gì đó. Rồi sau đó chúng ta học bài học của đi chúng ta, thì đầu tiên chúng ta phải là học đưa website tới Google chứ đúng không ạ? Thì cái việc học này các bạn có thể học hoặc là bằng thuê đó. Học thì có khóa học, cái link của học thì sẽ để ở bên dưới video này, được không ạ? Rồi sau đó các bạn thuê cái đơn vị thiết kế web đúng không ạ? Hoặc là các bạn có thể nhận website miễn phí từ Thiện, thì sẽ tặng một cái website miễn phí cho những bạn nào mà xem những cái video của Thiện nha. Rồi thì cái link á để tặng website miễn phí thì cũng để lại bên dưới video luôn. Thuê thiết kế website miễn phí thì Thiện chia sẻ cái làm cái video này ra để mà hướng dẫn các bạn kinh doanh thành công, giúp các bạn mà kinh doanh nó hiệu quả, giúp các bạn kiếm tiền từ online, giúp các bạn tức là giúp các bạn kiếm tiền từ online đó, giúp các bạn kinh doanh thành công hiệu quả đó. Thì các bạn thấy mà nó hay á, các bạn ủng hộ Thiện nha. Ngành chính của Thiện là thiết kế web các bạn nha. Đó thì web của Thiện là thiết kế ra chuẩn SEO các bạn nha, từ cái ở đây Thiện sẽ cho bạn coi trên trang web là Lâm Thanh Thiện đúng không ạ, .com chuẩn SEO như thế nào. Chuẩn SEO thì giúp các bạn thân thiện với công cụ tìm kiếm như Google hay Cốc, giúp các bạn dễ lên top đúng không ạ? Trang web Lâm Thiện.com này Thiện thiết kế chưa được một tháng, nó Thiện lập ra chưa được một tháng mà lên top rồi. Đây các bạn nha, chuyển sale đây này là không có lỗi, đó lỗi bằng không và tất cả dấu check vượt qua hết những cái tiêu chuẩn Google, tiêu chuẩn vượt qua hết đúng không ạ? Đó là website hoàn toàn chuẩn sale rồi, thiết kế web 3D.net đúng không ạ? Đây check cho bạn xem nha. Không có lỗi đâu cả, hoàn toàn chuẩn SEO, giúp các bạn dễ đưa website, đưa sản phẩm, đưa cái dịch vụ lên top Google. Còn cái website mà nó không chuẩn SEO á là các bạn rất là lâu để lên top được nha. Thì website không chuẩn SEO là như thế nào, các bạn không biết là có biết cái trường đại học Cần Thơ không ta? Trường đại học Cần Thơ tại Thiện là ở Hậu Giang, và trường lúc đó trường Thiện học cái trường đại học Cần Thơ các bạn nha, trường đại học Cần Thơ. Chuyên ngành của Thiện á là không phải là cái web cũng không phải là digital marketing đưa website top Google nha. Trường đại học Cần Thơ lúc đó Thiện học là cái ngành là industrial management, được dịch ra là quản lý công nghiệp. Ở Sài Gòn này có cái tên khác là kỹ thuật hệ thống công nghiệp đó các bạn. Trường đại học Cần Thơ lâu quá thì không nhớ website này, thì gõ thử, gõ tìm kiếm Google luôn đây này. Thì đây là một cái trang mà nó rất là nổi tiếng đó, mà trang của trường học, trang đuôi.edu rất là uy tín. Thì mình test xem nó có chuẩn SEO không nha. Nó lỗi 5 lỗi, các bạn thấy không ạ? 5 lỗi. Đó. Dính 5 lỗi. Lỗi nó như vậy đó các bạn, à, chấm đỏ không nè. Và lỗi này rất là nặng như SEO luôn. Nếu như bán hàng mà lấy cái mã của website này mà không chuẩn SEO thì bán các bạn SEO, bạn viết bài biết khi nào lên top, đúng không ạ? Rồi. Tới tiếp theo, cái công ty thứ hai, công ty cũng quốc tế luôn, công ty Intel, bạn biết không ta? Intel nó làm chuyên về chip điện tử á. Chúng ta ai mà xài máy tính là thường ta thấy là cái chip Intel đấy, là nó đấy. Công ty này sản xuất nè, công ty của Mỹ các bạn nha. Intel này trang web Intel Việt Nam, nó mình sẽ kiểm tra xem nó có chuẩn SEO không nha. Đây, nó không dính một lỗi đúng không, không chuẩn SEO luôn. Nó thiếu gì đây? Đó, nó thiếu, nó gắn mã Google Analytics vô, nó đang thiếu gắn mã đúng không, thiếu mã.
Website không chứng SEO là vậy, thì sẽ giúp các bạn là nó sẽ không chứng SEO, nó sẽ gây hại rất là nhiều đến doanh nghiệp cửa hàng của các bạn. Tại sao ạ? Tại nó làm lâu lên top thì sao ạ? Mất khách hàng thì đó là thiệt hại chứ sao nữa. Đó. Thì ở cái việc mà thiết kế web này nè, thì các bạn có thể liên hệ với Thiện nha, để mà thiết kế web chuẩn SEO, mà giá thì rất là rẻ thôi, cũng không mắc gì đâu. Rồi sau đó các bạn học cách mà đưa website tốt rồi, các bạn có website rồi, bắt đầu vô thực hành thôi. Bạn tập trung viết bài, đưa thật nhiều từ khóa lên top, đưa rồi sau đó các bạn có khi mà lên top rồi, chắc chắn các bạn sẽ có những cái doanh thu ổn định từ online, sẽ có khách hàng chủ động liên hệ các bạn luôn, đúng không ạ? Rồi sau đó các bạn mở cửa hàng doanh nghiệp giống như là cái mô hình của chị Trúc Phương, chỉ có cái doanh thu ổn định là 400-500 triệu mỗi tháng, sau đó chị mở cửa hàng thì rất là an toàn, đúng không ạ? Rồi đây là cái mô hình, cái bí quyết khi khởi nghiệp kinh doanh thành công mà thầy muốn chia sẻ với các bạn. Ví dụ đi, ví dụ thực tế đi, ví dụ thực tế là các bạn muốn kinh doanh ngành mỹ phẩm đúng không ạ? Ngành mỹ phẩm thì các bạn làm sao các bạn? Bạn học phải có học mà thầy giới thiệu trước, sau đó các bạn thêm thiết kế cái web hoặc là nhận website miễn phí từ Thiện, sau đó các bạn viết bài chia sẻ liên quan cái kiến thức về mỹ phẩm, đúng không ạ? Rồi sau đó khi mà các từ khóa lên top á, thì tự động khách hàng sẽ gọi cho bạn. Ví dụ như họ có nhu cầu mỹ phẩm mà ví dụ như là kem trị mụn chẳng hạn, đúng không ạ? Kem trị mụn đó, thì cái anh kem trị mụn này nè, anh nào mà anh đứng top 1 này nè, đó anh này nè, thì anh sẽ có rất nhiều khách hàng, đúng không ạ? Ai mà đang bị mụn là liên hệ ảnh nhiều nhất, đúng không ạ? Hàng tháng á, cái kem trị mụn này để coi nó có bao nhiêu lượt search hàng tháng, hàng tháng các bạn nha. Mình sẽ biết cách kiểm tra luôn cái từ khóa có bao nhiêu lượt search hàng tháng và mình sẽ tiếp cận được bao nhiêu khách hàng tiềm năng. Và đang Thiện đang kiểm tra bằng cách là vô dùng công cụ Google bạn nha. Google Keyword Planner. Hiểu rất là nhiều tài khoản của US các bạn nha. Cho nên là khi đăng nhập vô nó hơi lâu. Công cụ này thì Google cho chúng ta xài miễn phí, nhưng mà để xài miễn phí được thì các bạn phải trả tiền Google bạn nha. Bạn phải tốn ít nhất là khoảng 300 ngàn đầu tiên để các bạn sử dụng công cụ này được. Bạn đầu tiên bạn vô cái tài khoản Google Ads của mình, bạn vào cái công cụ và cài đặt, sau bạn chọn là công cụ lập kế hoạch, đây, công cụ lập kế hoạch từ khóa ở đây ở trên các bạn nha, ở mục thứ hai ở trong mục lập kế hoạch nè. À. Rồi bạn nhập cái từ khóa ví dụ như kem chi mụn đúng không ạ, thử xem nó bao nhiêu lượt search mỗi tháng, nếu mà mình lên bạn lên top bạn tiếp cận được bao nhiêu khách hàng, đúng không ạ? Rất là cao các bạn ơi, rất là cao, từ khóa này đang cao người lượt search luôn nha. Với từ khóa kem chi mụn này á, nó có 22.200 lượt search mỗi tháng trung bình đúng không nha, nghĩa là hàng tháng có 22.000 khách hàng họ search cái từ khóa này, đúng không ạ? Nếu bạn lên top thì sao các bạn ơi, bạn lên top thì cái việc của bạn tiếp cận với 20.000 khách hàng, bạn bán kem là sướng luôn, doanh thu hàng tháng là ngon luôn, đúng không ạ? Tôi cho rằng bạn bán là 1.000 hũ mỗi tháng thôi, 100 hũ mỗi tháng cũng được, hũ bằng lời 100.000 thôi, bạn lấy 10 triệu rồi, chỉ một từ khóa thôi đó. Một từ khóa lấy 10 triệu sướng mà. Tóm lại là cách lên top là Google là vậy. Rồi khi mà các bạn á, trong lúc mà ví dụ như mình bạn học bạn muốn nhanh mà có khách hàng á, thì bạn phải kết hợp với Google Ads. Ở đây tôi ví dụ với trường hợp kem chi mụn luôn, nó có chạy quảng cáo không ạ? À? Có chữ AD đây nè, là anh này đang chạy quảng cáo nè, thì bạn sẽ kết hợp trong thời gian mà để cho nó sale lên top, SEO lên top á, mình kết hợp luôn Google Ads, là chỉ cần setup trong vòng là 5 phút là mình lên top rồi, sau đó là đợi khách hàng gọi, những anh mà
họ xách kem trị mụn là họ đang gì ạ? Họ đang mắc cái vấn đề là họ trị mụn, họ đang mặt họ rất là nhiều mụn hoặc là người thân họ rất là nhiều mụn, cho nên họ đang cần khắc phục vấn đề này, cho nên là họ mới xách, chứ không ai rảnh mà lên Google mà tìm kiếm một cái từ khóa mà họ chẳng có mục đích nhu cầu gì đâu. Cho nên là cái khách hàng bạn tiếp cận được rất là chắc, và các bạn chỉ việc là ngồi ở nhà bạn nghe điện thoại và chốt thôi, đúng không ạ? Rồi đó là cách mà giúp các bạn có thể kết hợp vừa Google Ads và vừa SEO để giúp các bạn là có khách hàng ngay trong khóa học luôn, đúng không ạ? Chỉ có hàng rất là nhanh, đó là cách thiện cũng làm rồi. Ok, thì phần cuối thì muốn chia sẻ thêm á, đây là vấn đề chuyên sâu. Tại sao các bạn nên thiết kế mà nên học khóa học này và nên có website? Thì đây là cái bảng thống kê Digital năm 2020 mà mới nhất các bạn nha. Các bạn sẽ biết được cái số lượng người mà sử dụng Internet hiện nay nó như thế nào. Nói tiếng Anh không thôi. Này, thống kê quốc tế các bạn nha. Global này. Thì số lượng người sử dụng Internet á, hiện nay là 4,54 tỷ người. Chiếm 59% dân số thế giới. Đó. Đang sử dụng Internet mỗi ngày các bạn nha. Thống kê đây có rất là nhiều chỉ số, rất nhiều là cái đánh giá khác nhau, được không ạ? Đây ví dụ như kênh YouTube này, ô kênh Facebook này, kênh mạng xã hội đúng không ạ? Social mạng xã hội này, thì Facebook đang đứng đầu, toàn thế giới đang đứng đầu đúng không ạ? Kế là YouTube này, đó, YouTube đang đứng thứ hai. Bạn phải lập kênh YouTube các bạn nha. Bạn đã chưa có kênh YouTube thì nên học khóa học này để biết cách lập kênh YouTube để xây dựng cái thương hiệu cho mình, chứ không là các bạn bỏ qua nguồn khách hàng rất là tiếc. Rồi. Tiếp đến. Tiếp đến ở Việt Nam ơi, bây giờ quay về Việt Nam đi. Chúng ta đang ở Việt Nam đúng không ạ? Về theo thống kê Việt Nam nè. Thì số lượng người sử dụng Internet ở tại Việt Nam hiện nay á là 68 triệu người. Chiếm 70% dân số. Nếu mà các bạn không có website á thì các bạn sẽ mắc 68 triệu người này. Bạn hiểu không ạ? Và bạn sẽ mắc luôn 70% dân số này, các bạn chỉ đang phục vụ 30% thôi, chưa chắc 30% nữa. Bạn không có cái website á, bạn có cái cửa hàng thôi à. Mà cửa hàng các bạn là bạn giỏi lắm, phục vụ những cái bán kính trong vòng là 2 3 cây số thôi, hay là 5 cây số 10 cây số thôi. Chứ không thể nào mà bạn có thể tiếp cận được những con số lớn như thế này. Nhưng mà website thì khác nha. Một website có thể là ví dụ website Lâm Anh Thiện này. Người Mỹ họ search từ khóa là tư vấn khởi nghiệp miễn phí gắn ra. Người Anh ở Anh họ search từ khóa là tư vấn khởi nghiệp miễn phí dẫn ra. Ở Nhật, tức là ở bất cứ đâu trên thế giới họ search từ khóa là tư vấn khởi nghiệp mà họ sợ miễn phí đúng không ạ? Nghiệp miễn phí thì đều website có Thiện cả, là Thiện phục vụ toàn thế giới luôn chứ không phải là chỉ một 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 quốc gia đúng không ạ? Đó, đây mình đứng top thì mình phục vụ rất là nhiều người rồi. Cho nên các bạn phải nên thiết kế ngay bây giờ, các bạn nên học cái khóa học này để bạn biết cách đưa website lên top, biết cách bán hàng đa kênh, biết cách làm thế nào để kiếm tiền từ online nó hiệu quả đúng không ạ? Xây dựng nguồn thu nhập thụ động cho mình, chứ không là các bạn đang mắc mắc cái nguồn gọi là khách hàng vô cùng là tiếc này, vô cùng là nhiều này, sẽ rất là tiếc cho các bạn. Các bạn nên nhớ một điều rằng á, những cái gì mà họ mua hàng được từ online á, họ mua rồi họ sẽ không mua nữa đúng không ạ? Đâu rảnh đâu mua hai ba lần. Họ mua được rồi chỗ này rồi á, họ tin tưởng họ sử dụng lâu dài rồi á, thì họ sẽ không mua chỗ khác. Cho nên các bạn ngay từ bây giờ, ngay từ thời điểm này nè, các bạn nên phải bắt buộc nên thiết kế web đi, học cách đưa website tới Google đi. Còn muốn nhanh hơn có thể thuê Thiện để Thiện đưa website của bạn lên tới Google. Thì tùy cái chiến dịch, tùy cái Google cái quy mô của cái sản phẩm dịch vụ của bạn mà giá thành sẽ khác 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 nhau. Thì cụ thể thì từng quy mô chiến dịch thì sẽ liên hệ Thiện qua số hotline 0907 684279 để mà mình trao đổi các bạn nha. Ok. Rồi so với năm 2019 á, thì cái số lượng người sử dụng Internet này nó càng ngày càng tăng. Nó tăng lên 10% so với năm 2. Sau một năm tăng lên 10% từ năm 2019 đến năm 2020, 20 các bạn thấy không ạ? Tăng lên con số là 6,2 triệu người. 6,2 triệu người. Và con số là ngày càng tăng các bạn nha. Tại vì nước chúng ta ngày càng phát triển đúng không ạ? Nước Việt Nam nó càng phát triển, dân số nó ngày càng có tri thức. Họ ngày càng có tri thức thì cái việc là họ sử dụng Internet thì ngày càng nhiều hơn nữa.
Tóm lại đây là một số cái thống kê thôi, rất là nhiều cái thống kê khác, nó có 90 trang lận. Các bạn có thể vào đây các bạn xem cái link thống kê này, thì sẽ để ở bên dưới video luôn để các bạn đánh giá được. Nói chung thì muốn nói một điều là internet bây giờ đang phát triển, kinh doanh online đang phát triển. Nếu mà các bạn bây giờ mạng online không phải là một cái thị trường nữa, nó là cái môi trường sống, môi trường sống, người ta sinh sống ở trên đó rất là nhiều. Ở đây có một có thống kê là mỗi ngày một người mà họ sử dụng mạng internet là tầm khoảng 6,3 giờ cái gì đó, là 6 6 6,3 tiếng đồng hồ đó các bạn, để họ lướt web, họ xem phim, họ làm gì đó trên internet, họ tìm kiếm tài liệu gì đó. Nên là nếu mà các bạn mà có website, các bạn đưa website lên top thì các bạn tiếp cận với nguồn khách hàng của các bạn rất là nhiều, đúng không ạ? Để coi ở Việt Nam đâu vậy, để bạn thiện thiện search để coi lại cái chỗ mà cái thời gian sử dụng của bạn nha. Cái thời gian sử dụng của trung bình mà thống kê tại Việt Nam. Rất là nhiều chỉ số bạn thấy không ạ? Rất là nhiều chỉ số luôn. Đây là cái nâng cao thôi mà thì cũng muốn chia sẻ các bạn luôn để các bạn biết tầm quan trọng của việc mà đưa website lên top như thế nào, kinh doanh online như thế nào, chứ không là các bạn không biết được đâu. Đây các bạn nha, đây là thời gian mà sử dụng mỗi ngày nè, đúng không ạ? Họ watching TV thì là 2 giờ nè, họ xem TV 2 giờ. Sử dụng internet này các bạn nha, 6 giờ 30 phút. Bạn thấy con số này nó lớn không ạ? Một ngày 24 giờ mà mỗi trung bình như một người họ phải là mất 6 giờ 30 phút để họ trên trên mạng internet rồi. Cho nên là các bạn bây giờ có website để các bạn tiếp cận những cái khách hàng là rất cần thiết, rất cấp bách các bạn nha. Đặc biệt các bạn thấy trong cái dịch Covid này, bạn thấy là những cái doanh nghiệp kinh doanh truyền thống là chết hết. Bạn thấy không ạ? Không chết thì cũng về què giò hết, còn những cái anh mà kinh doanh online thì sao ạ? Sống dày luôn, chẳng ảnh hưởng gì cả. Ví dụ như là thằng Amazon đúng không ạ? Ổng người ta lỗ thua lỗ hàng tỷ đô, ổng thì lời hàng tỷ đô đó. Bạn thấy là cái sức mạnh kinh doanh online không ạ? Rồi để mà gì, để mà gọi là cho bạn thấy con số thực tế luôn nè. Thì giờ Google Trend các bạn nha, để sẽ tìm tìm kiếm cái xu hướng, xem cái xu hướng kinh doanh online nó phát triển hay không, đúng không ạ? Google Trend với công cụ Google Trend này thì các bạn sẽ biết được là cái ngành hàng của chúng ta nó có hướng đi lên hay đi xuống. Rồi, để mà search được, bạn lưu ý trên đây là phải chọn quốc gia các bạn muốn search nha. Đây tôi chọn Việt Nam, tôi chọn công từ như là kinh doanh online. Thì kinh doanh online nó có mức độ quan tâm rất là trung bình đúng không ạ? Và tăng đột biến nữa nè, tăng đột biến nè. Trong 12 tháng qua tăng đột biến rồi. Tháng này là đang tháng Covid hay gì nè. Tháng 4 này đúng không ạ? Đó. Tăng lên. Trong 5 năm đúng không ạ? Bạn lại chọn thời gian ở đây. Trong 5 năm hoặc là 2004 tới bây giờ. Thì mức trung bình nó rất là nó đi lên đúng không? Cái này thấp sau này lên. Lên hơi cao một chút. Cho nên đó là cái việc mà các bạn bây giờ các bạn thuê thiết kế cái web á, hay là các bạn học đưa website lên top Google là rất là cần thiết, rất là cần thiết đối với những bạn nào đang kinh doanh các bạn nha, hay làm nhân viên kinh doanh, hay là muốn khởi nghiệp, hay là muốn mà kiếm tiền online đúng không ạ? Thì với việc mà các bạn stop á, hay các bạn kinh doanh khởi nghiệp theo cách này, các bạn tốn chi phí rất là rẻ thôi, chưa được 10 triệu đồng. Các bạn học cái khóa học này đúng không ạ? Nó đang giảm là 5 triệu tư đúng không ạ? Các bạn thuê web thì các bạn có thể nhận website miễn phí từ thiện. Rồi, bạn tốn thêm một cái công sức nữa. Thì bạn đi tốn là có nhiêu đâu ạ?
mà tốn 5 triệu tư thôi là bạn có thể là bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh được rồi, đúng không ạ? Bạn đưa website lên top Google trước, giống như là chị Trúc Phương của ta, tức là ba câu chuyện là anh Hiếu, anh ăn và chị Trúc Phương đều là đưa website lên top, đúng không ạ? Thì khi website lên top thì tự động có khách hàng thôi. Đó. Thì như vậy là Thiện đã giới thiệu xong ba câu chuyện thực tế mà Thiện đã hứa với các bạn để giúp các bạn hiểu hơn làm cách nào để mà kinh doanh hiệu quả, làm thế nào mà khởi nghiệp ở ít vốn thành công, làm thế nào mà kiếm tiền từ online hiệu quả, đúng không ạ? Làm thế nào có hàng nghìn khách hàng chủ động liên hệ với các bạn mỗi tháng, đúng không ạ? Thì hy vọng với video này sẽ giúp ích được cho những bạn nào mà đang gặp khó khăn trong vấn đề kinh doanh hay trong vấn đề muốn khởi nghiệp mà không biết bắt đầu từ đâu. Còn nếu như những bạn nào mà có bất kỳ câu hỏi nào có thể để lại bình luận ở bên dưới video thì cố gắng giải đáp cho các bạn, đúng không ạ? Và các bạn lưu ý nha, là Thiện có những cái phần quà trong cái video này thì các bạn nên xem lại và sẽ hướng dẫn của Thiện trong video, chú ý chú tâm phần đó để mà có thể nhận được những cái quà tặng từ Thiện. Ok, thì hy vọng video này sẽ giúp ích được cho rất là nhiều bạn, giúp cho rất là nhiều bạn khởi nghiệp thành công. Và nếu như bạn thấy video này hay thì hãy like, share giúp Thiện nha. Và hãy nhớ đăng ký kênh Lâm Thanh Thiện để mà và nhắn thông báo thành cái chuông luôn, để mà khi mà Thiện ra những video mới, YouTube sẽ gửi một thông báo đến bạn, đúng không ạ? Thì kênh Lâm Anh Thiện đã thể chia sẻ rất là nhiều kiến thức trong đó, ví dụ như là cách kiếm tiền online, đúng không ạ? Rồi cách khởi nghiệp ít vốn thành công, rồi kiến thức về digital marketing, kiến thức về cách đưa sang tới Google và các thủ thuật hay, các thiết kế đồ họa chẳng hạn, và những cái kinh nghiệm mà Thiện kinh doanh nữa. Tóm lại là rất là nhiều các hay ở trong cái kênh Lâm Anh Thiện đó, thì các bạn nên nhớ đăng ký kênh nha. Ok, thì Thiện chúc các bạn sức khỏe, thành công và gặp lại các bạn trong những video khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.